quá luôn. Cây này mấy tỷ anh? 2 tỷ 2. Đẹp quá. Cái này sao đét về hết vậy chị? Chị, cái cây tắc tiền rất là cao luôn nha. Bông vạn thọ cúc rất là nhiều luôn chú chị. Đẹp quá. Đây là con đường Vành Đai Trong. Chỗ này thì thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Cũng nằm trong khu vực Tên Lửa đó cô chú anh chị. Mỗi năm thì vào dịp Tết á, ngay khu vực này có hội hoa sưng rất là lớn luôn. Bông vạn thọ, bông gà. Hai cây hoa giấy đẹp quá rồi cô chú anh chị. Wow, đẹp quá luôn nè các bạn. Đẹp quá luôn nè cô chú anh chị. Một người xem đẹp quá. Hôm nay bán thấy vui vẻ không chị? Lai gai hả chị? Dạ. Đẹp quá. Cái này sao đét về hết vậy chị? Dạ, cảm ơn Chợ Lấp. Cảm ơn Chợ Lấp Bến Tre. Này Bến Tre nha. Năm nào mình cũng bán đây chân hả em trai? Dạ. Này là gian hàng Bến Tre lên đấy các bạn. Miền Tây, ngay khu vực này thì miền Tây lên đây nhiều lắm. Có những cái mai nhỏ nhỏ này để mọi người đi về mua trưng trong phòng khách á, để trên bàn làm việc cũng được. Tiếp tục cả nhà ơi. Hoa cúc. Cúc này thì mấy cái chậu này to lắm đó. Bông thì nó bữa nay thì nó hơi búp búp rồi nè, nó chưa có nở xòe ra. Thì trưng đến dịp Tết thì nó nở xòe ra vừa. Vườn bông vạn thọ này mọi người ơi. Bông vạn thọ chỗ này nhiều, rất là nhiều luôn. Vàng cam, rồi có màu vàng tươi nữa. Bán được cặp rồi đó. Dạ. Đúng rồi. Không, nhưng gì là bông gì thì thấy đẹp rồi đó. Ừ, bông gì. Bông gì bây giờ đẹp rồi, vậy là cũng là mức khá rồi đó. Năm nay sao giá cả mình nó có tăng giảm gì không? 200 này là tới 5 cây rồi. 5 cây. Vậy là bằng giá năm trước rồi. Bằng giá năm trước đâu có giảm đâu. Đúng rồi, bằng giá năm trước. À. Mình là cũng miền Tây trở lên đúng không? Dạ đúng rồi. Một cặp là 200.000 cô chú anh chị. Đây là nguyên một vườn tắc luôn cô chú anh chị. Cái cây tắc thì rất là cao luôn nha. To cao. Chào cô. Năm nay bán thấy vui vẻ không cô? Dạ. Mấy cây này chắc cũng năm mấy, 2 năm hả cô? Lớn quá. Cây này to, rất là to. 2 năm không cô? Cây này 2 năm tuổi không? 4 năm tuổi lận. Wow. Cây này tới 4 năm tuổi lận. Nên là nó rất là to. Dạ. Còn đến nắng nè. Dạ. Đẹp. Trái quá, thấy trái luôn ha. Sao nhà vườn nuôi trái hay quá. Con ơn. Dạ, trái xùm xuê hết trơn. Dạ, con cảm ơn. Đó là tình hình hoa năm nay thì giá cả nó cũng bằng như năm trước thôi, nó không tăng không giảm, tùy theo cái chỗ bán người ta có thể nó hơn kém là hơn chút đỉnh à. Bông vạn thọ cúc rất là nhiều luôn các chú anh chị, nguyên một đoạn đường này luôn. Có một cái chậu cúc nhỏ nhỏ này mọi người mua về người ta treo á, ta móc treo lên trên nhà. Chút xíu nữa là mọi người đi ra đường này đông luôn, là chút xíu này thì mọi người đi ra đường này đông lắm đó cô chú anh chị. Mấy hoa giấy đẹp, rất là đẹp luôn. Nó vào trong chậu thì nó cũng nhỏ nhỏ. Mấy
mấy gốc nhỏ nhỏ thì khoảng vài trăm ngàn một gốc đó cô chú anh chị. Cái này mình mua về mình trồng cũng rất là được, giá cả thì nó không có đắt lắm. Đoạn đường trong vành đai trong này được rất là dài luôn á cô chú anh chị. Quán xá thì bán cũng đắt, là xung quanh đây xe cộ dữ lắm. Năm nào ở đây cũng vui hết trơn cô chú anh chị ơi. Tết thì mai không thể thiếu luôn cô chú anh chị. Năm nay là do thời tiết á, sao nó lật mai nên bây giờ hai nay hay là 23 rồi, 23 nhưng mà mấy cái búp mai này nó vẫn còn hơi nhỏ. Đây này có những cái nụ mai thì bây giờ bắt đầu nở nè. Mai này hơi nhỏ nhỏ thôi cô chú anh chị. Mấy cái mai này người ta tạo dáng, người ta uống từng cái nhánh nè. À, cô chú anh chị thấy uống lượng nó từng cái nhánh nhỏ đều là ta uống hết luôn. Chỗ này là người bán không có niêm yết giá ha, nên là đắt năm nay rất là nhiều luôn. Cây nào cũng xum xuê nha. Vườn của mình hả anh? Dạ. Vườn này của mình hả? À, dạ. Năm nay tắc nó có tăng giá hay sụt giá gì không? Hay là dạ, nó cũng bình bình vậy? Cũng bình bình như vậy. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Giá cả mấy người bán thì nói là năm trước sao thì bây giờ nó bình bình vậy đó cô chú anh chị. Tắc rất là nhiều luôn nha. Ra chợ thì cô chú anh chị sức mà mình mua về để mình trưng ở nhà. Nhà vườn người ta nuôi trái rất là hay luôn, trái xung xuê hết trơn. Khu vực này là những cái lão mai nè cô chú anh chị. Gốc mai rất là lớn to to, có cây vài chục năm luôn đó. Mấy cái búp mai năm nay là dường như là nó bị trễ rồi cô chú anh chị. Nó còn nhỏ nhỏ nhỏ. Dạ. Một cặp nó nhỏ nhỏ và vừa thì 300. Vạn thọ các xóm thì đều bán cái giá chung là 100 ngàn một cặp đó cô chú anh chị. Bông này nó to nha, cái bông nó bằng cái chùm tay nó rất là to. Trái sao mà xum xuê hết trơn. Trái rất là trái luôn á chú ha. Trái nhưng mà thì xum xuê hết trơn, người hay thiệt á. Đây nè, quá xá luôn á. Chỗ này cũng có mấy lão mai nè cô chú anh chị. Cây mai rất lớn luôn ha. Có một cây cổ thụ. Đây nè, cây này cây mê chua. Đây gốc mê chua mà nó có hình nè, có bộ hình nè. Dạ. Đẹp quá luôn. Toàn là hoa không cô chú anh chị ơi.
mùa xuân sắp đến rồi. Thấy cảnh này là rất là đẹp mà nhìn nó nao nức thì sao ha cô chú anh chị. Cúc này chỗ là chỗ rộ trơn nè, bông nó đã nở to ra là rất là đẹp luôn, đẹp quá luôn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đấy, ở đây thì người ta chụp ảnh nữa nè. Cái gốc mai này 30 năm không vậy anh? Hơn 30 năm luôn hả? Wow, hơn 30 năm vậy là khoảng 50 không? 50 năm không anh? Wow, cái gốc mai này khoảng là 50 năm rồi cô chú anh chị. Cái tàn nó có thể là bằng 4 thước luôn đó. Ở trong hình thì cô chú anh chị chắc xem rõ, nhưng ngoài thấy nó củ tàn nó to lắm. Cái này nó chỗ bông là đẹp, rất là đẹp. Và cái gốc này nó có cái bộ hình nè. Cây này mấy tỷ anh? 2 tỷ 2. Dạ, 2 tỷ 2 cô chú anh chị. Cúc là một cặp 790 ngàn. À, đối diện với đó là nhà hàng của chú chị. Đấy, thấy cái cô gái là mặc đồ xinh đẹp ha. Wow, cô chú anh chị ơi, mấy cái cây cổ thụ nó rất là to luôn nha. Cái cây nó có thể là từ cả trăm năm đó. Bên trong nè. Wow, bên trong có một cái cây gì mà lớn, rất là lớn luôn. Ở này gốc to to không à. Cái này từ vài chục năm đến cả trăm năm luôn đó cô chú anh chị. Có một cái gốc khế nè, gốc khế này nó cả nhà xem nè. Wow, nè, bề ngang của nó là cũng gần 50 phân á, gần nửa thước á, gốc nó xù xì á nè, trái nè. Wow, hoa giấy màu tím ha, buổi chiều nhìn màu tím này. Chỗ này mai rất là nhiều mai luôn. Nguyên một vườn mai này bán hết là tiền không. Che lên hả chú? Đây là cái sạp buôn bán dưa, dưa mà người ta khắc nghệ thuật đó cô chú anh chị. Đây, ở trước cổng nó có để hai trái dưa này, dưa giả, mình cứ tưởng là dưa thật. Đúng không em trai, dưa giả đúng không? Dưa bằng cắt tông á, làm hay quá hả? Bị cắt tông mà làm hay chứ vậy? Đó là vì cắt tông mà ta làm, ta sơn, ta giả đó cô chú anh chị. À, hai trái luôn để rất là to, vừa nghệ thuật này. Mọi người cần mua thì gian hàng này có bán nè. Giờ này thì không khí thấy vui vui hơn nè cô chú anh chị. Wow, cái lão mai. Ra cái lão mai này cũng rất là lớn, gốc to, cái tàn là cái tàn rất là lớn luôn. Đẹp thật luôn các chú anh chị ơi. Mọi người thấy cảnh này đẹp rồi nhớ chia sẻ video cho Sức Sống và Sức Không nha. Hoa giấy quá xá, hoa giấy luôn. Hoa giấy rất là nhiều luôn nè. Có cả hoa mặt trời nè, hoa hướng dương, đẹp gió. Ngoài những cái hoa thật thì ở đây
lại có người ta buôn bán những cái hoa giả này cô chú anh chị, người ta làm bằng những cái lá mà màu vàng sáng lấp lánh luôn á. Đây chú Sống sẽ đến gần gần cho cả nhà xem nha, đẹp quá đó, lấp lánh nó chiếu luôn, nguyên một dãy khu ở trong luôn nè. Này là hoa nở không tàn. Đây này cả nhà, có cây này đẹp quá nè. Cây này là thổi tiền á. Đấy, thổi vàng, thổi tiền nè. Hoa giấy này thì tình hình thì nó cũng tùy theo người bán đấy, cô chú anh chị. Thì mức giá nó dao động từ khoảng 300 đồng đến có thể 600-700 ngàn đồng một cây cũng có nữa, tùy theo. Mà với mức giá thì mọi người này có thể là mua rất là dễ luôn ha. Thấy cái mấy cây hoa giấy này rất là đẹp luôn nè. Cái này cũng vài trăm ngàn thôi à. Vài trăm ngàn, 600-700 ngàn, 300-400 tùy người bán nữa. Nên là ai thích hoa giấy thì cũng rất là dễ mua. Rễ đẹp quá. Này bán thấy vui vẻ gì không hên trai? Ra đây á. Lấy gai hả? Và thì khu này Tết năm nào cũng vui hay cho cô chú anh chị. Rồi đến đoạn đằng này thì nó tập trung buôn bán các đồ gỗ, cái đồ mỹ nghệ như bàn ghế. Đây cô chú anh chị thấy cái mặt bàn gì mà nó lớn, rất là lớn luôn nè. To lắm nha, bàn này có khoảng 4 thước gì đó. Và wow, đây nè, bàn gỗ, ghế gỗ. Thơm mùi xách xỉ ghê luôn cô chú anh chị. Vậy đừng có bắn cái túi thơm mùi xách xỉ á. Xách xỉ. Cái mùi xách xỉ mình uống thì sao thì nó thơm như vậy á. Thật sự là thơm luôn á. Mấy cái đồ gỗ gì là nguyên luôn. Bên cạnh đó thì còn có những cái hàng ăn uống nhanh nè, thức ăn nhanh đó cô chú anh chị. Đồ chiên, đồ nướng, xúc xích, những cái đồ. Thêm vào đó là những cái gian hàng buôn bán quần áo thời trang, tất cả các loại quần áo thời trang tập trung đến rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Năm nào cũng vậy á, mọi người mà có một lần đến đây đi để tham quan mua sắm những cái đồ thời trang, cái nào mình cần á mình mua, giày dép quần áo đồ đầy đủ. Chỗ này là giày dép nha, quần áo giày dép là quá xá luôn cô chú anh chị ơi. Tập trung buôn bán trên một đoạn đường dài. Vui ghê luôn. Quá là vui luôn cô chú anh chị. Đây mọi người xem có vui không? Thích rất là vui luôn nha. Lên thì quần hệ giá 10 ngàn cũng một lót nữa, thế lên mua 5 thì tặng 1.